yellow card for pretend pretension. Mọi người giả tốt thật. Nó chạm thì hình như cô đấy là cái bài chân thật. Hồi nãy cũng nó cũng có cái được mấy quả phạt chứ, phạt chứ kiểu gôn rồi. Có quả vào gôn là do nó giả vào chứ. Chạy đi. Con này cho tao đây, qua được thằng này xuống luôn, qua được thằng này xuống luôn. Qua đây, xuống luôn, xuống luôn. Đây nó cầm phạt. Ôi ơi. Có mình bắn xuất được đấy. Ừ. Thấy ai à? Thấy vô, đông. Ai nữa hả? Rất sắp, rất. Thấy ai anh? Anh luôn hả? Chết rồi. Hôm nay đá với 80 phút rồi, 85 phút rồi. Hôm nay đá mệt quá. Giải tổ chức vào dịp thể lực không đảm bảo nhá. Đúng cái thời điểm này à? Đúng cái giai đoạn này. Đang uống thuốc dạ dày. À đây. Một thế hoàng đá là như thế thì quá khỏe. Ok. Buồn đấy. Ba. Cái bàn thắng của họ là đều ăn may cả, không có quả nào. Ừ, tao nói vẩn. Nó giả vờ phạt. Camera chả ai quay. Thua phải lấy mạng.